Việt Nam tôi đâu của ca nhạc sĩ Việt Thang, sáng tác năm 2011, lúc còn ở trong nước, đã khiến cho người nhạc sĩ yêu nước phải chịu 4 năm tù cộng sản. Việt Nam tôi đâu, câu hỏi sắc nhọn chỉ ra là Việt Nam mà tôi tìm kiếm không phải là chế độ công an trị, khống chế con người bằng những nhà tù như hiện nay. Việt Nam của tôi không phải là đất nước mà bị giặc tàu xâm lược biển đảo mà người lãnh đạo cộng sản vẫn cúi đầu im lặng. Việt Nam của tôi không phải là nơi mà kẻ quyền thế giàu sang trên sự lường gạt. Người dân đen thì nghèo nàn, cơ cực. Người dân oan thì mất đất, mất nhà. Thì ra, thưa quý vị, không phải là chỉ có những người xa quê như chúng ta đi tìm kiếm quê hương, mà ngay cả những người đang sống trên quê hương như Việt Thang vào năm 2011, như mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, như Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga, Phan Kim Khánh và còn nhiều nữa vẫn đi tìm kiếm quê hương và sẵn sàng hy sinh để đấu tranh phục hồi một Việt Nam tự do. Kính thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu phần trình diễn của ca sĩ Khả Ái Diễm Liên qua hai ca khúc Triệu Con Tim của Trúc Hồ và Việt Nam Tôi Đâu của ca nhạc sĩ Việt Khang. Xin chúng ta chào đón trên sân khấu một lần Diễm Liên. Để một lần nữa, Diễm Liên cứ nghe ở đâu truyền lửa là có mặt Diễm Liên. Như vậy được chưa ạ? Và hôm nay cũng không khác như thường lệ, mời quý vị nghe trước một bài hát của nghệ sĩ Việt Khang, Việt Nam Tôi Đâu. Xin mời anh em. Xin quý vị cho ban nhạc của chúng ta một tràng pháo tay được không ạ? Thank you so much. Oh,
Xin cảm ơn quý vị.